chi để gọi đầu cho chị Kim Ngân mà chị Kim Ngân không chịu. Tại sao chị không cho em gọi đầu vậy? Hả? Hôm nay mặc áo đỏ rất là đẹp luôn nè, đầu năm mới nè. Đi mua áo đẹp nè. Gọi đầu luôn đi Kim Ngân. Chị đang sẵn chút tiền làm cho con gái nè. Không. Gọi đầu đi ra tiệm nha. Gội đầu không? Mà gội đầu ông Pai nó đẹp biết bao nhiêu luôn á chị. Hả chị? Biết mấy cái đầu vô mặt hả? Tư cơ không biết. Thì giờ dì Tư muốn chị Kim Ngân gội đầu luôn mà. À, em dì hai cũng muốn mà. Nha, đi luôn ha. Dạ. Sẵn đi luôn ha. Đi, đi ra tiệm luôn ha. Đi ra tiệm luôn đi. Rồi vậy đó, đó mới ngon. Vậy muốn giờ tôi mới thương. Vì tôi muốn áo nhiều gì cũng mua hết trơn á. À, giờ nói vậy hên xui nha khán giả ơi. Rồi chúng đi. Gội đầu đi. Rồi bữa nào ra mua cái áo hả? Hồi nãy chị Ngân hẹn cái quần gì đó. Bữa nào ra lấy hai chung nha. Quần ngắn ngắn á. Dạ, quần ngắn đường chị ra tiệm. Mừng quá, chị Kim Ngân chịu chạy lên tiệm chi gọi đầu nè. Mà không biết là bây giờ có chịu hay không. À, hy vọng là đầu năm mới thì chị Kim Ngân thay đổi. Thay đổi phong cách nè, quần áo đã có những quần áo mới mà. Rồi bây giờ lên tiệm em gội đầu. À, sơn móng tay cho đẹp ha. Nha chị. Tí nữa sơn màu đỏ luôn đi cho nó tiệp với cái màu áo đầm của chị. Đúng rồi, cho màu đỏ nó tết rồi. À, sắp tới tết rồi. Bữa nay Kim Ngân mới gội đầu tết thì Kim Ngân gội đầu rồi đầm móng tay cho nó đẹp Kim Ngân. Đi chơi đồ ra hát rồi. Tối nay mình lên sân khấu nè, mặc đồ đẹp. Nè. Sao lúc đó gội đầu cũng nên gội đầu còn khổ vậy Kim Ngân. Lúc gội đầu nha. Chị Kim Ngân là thích làm cái gì là làm chứ không có nói được đâu. Thích gội đầu là chỉ tự chị rồi đồ cái vậy. Đồ thích mua thì mua chứ không phải là dẫn mua đâu. Nhưng mà bữa nay thì nhìn chị Kim Ngân rất là đẹp. Chị Kim Ngân vẽ cái mắt á, có kim tuyến chiếu chiếu đẹp quá chừng luôn à. Em thích lắm luôn á. Ca sĩ có khác rồi nha. Bữa nào vẽ mắt em nha chị Kim Ngân. Chị có đồ nghề không? Vẽ mắt cho em với chị bé. Ừ, đoạn chiều đi chơi đi ra ngoài Quốc Thái hay chị? Ừ. Ha. Em đang vẽ quay sớt đẹp quá chị ơi. Hả? Đẹp không? Cái chợ ơi nè. Tiệm em có cái máy giặt á, giặt cho nó sạch đi. Gội đầu xong rồi giặt mấy cái áo khoác. Áo này mình bỏ vô máy giặt giặt được mà chị. Giặt là sạch bóng. Đôi lúc thì khán giả cũng thông cảm, tại vì chị Kim Ngân bây giờ ngủ ngoài đường đó, cho nên là. Sendero không được cái gì này. Ừ. Sendero không được hả? Không. Chị Kim Ngân cũng không muốn là. Làm diện lên cho đẹp. Chị Kim Ngân cũng có một cái suy nghĩ của chị. Thì ở đây ai cũng lớn rồi, trên 18 tuổi là người lớn thì mỗi người có mỗi cái suy nghĩ riêng. Cho nên không, mình không bắt buộc ai làm được. Nếu mà người đó không muốn thì mình không thể nào bắt ép ai được hết. Thì nhiều khán giả nói là chị Kim Ngân tại sao tụi em không lo cho chị Kim Ngân, không thay cái áo hoặc là gội cái đầu cho chị ấy. Thì tụi em rất là muốn làm cho chị Kim Ngân lắm luôn. Nhưng mà chị ấy không chịu thì tụi em làm gì bây giờ? Nói chị mua áo thì mua áo, chị thích mới mua cho chị kêu cũng không. Đúng rồi. Tính chị Kim Ngân là khi nào thích thì mới làm, không có làm theo ý thích của người khác đâu. Mà chị đâu mua đâu.
mà chị Kim Ngân có rất là nhiều áo đầm luôn á nha. Mới mua đi 3 cái rồi. Áo đầm đẹp nhiều lắm luôn. Nhiều áo đầm đẹp lắm, chị nhiều lắm, mấy thùng luôn. Ủa mấy áo dài còn không chị Kim Ngân? Hồi nãy mua áo dài mà chị mua đầm nha. Mua áo dài để... mua áo dài đỏ đó, chị qua chọn áo dài mà không lấy đó. Hồi nãy trong thời gian em Chi đi làm từ thiện ở bánh cuốn Tây Hồ thì chị Kim Ngân, chị bé đi đi shopping, đi mua đồ. Bây giờ tới tiệm em rồi nè. Sáng ngày ăn uống xong rồi mới đi. Đó thì em với chị bé chỉ giúp chị Kim Ngân được như vậy. Sao giờ hết thích đây vậy? Hả? Sao giờ hết thích đây vậy? Thích ở đây hả? Tại vì làm ở đây quen rồi. Dạ, thích cấp lẹ lắm. Bây giờ vào tiệm em, em làm móng tay cho con gái rồi xong em gọi đầu cho chị nha. Thôi bây giờ mình gọi đầu trước đi nha. Hiểu không? Đương nhiên con gọi lẹ sao? Không, nữa rồi đó. Mới lên đây cái thay đổi ý định rồi đó khán giả. Con miếng gì đó. Ở nhà nói là lên đây gọi mà giờ lại lên đây lại thay đổi ý định. Thôi mình đi vào bên trong nha. Trong ngủ à, bây giờ mình đi tới tiệm rồi. Dẫn chị Kim Ngân tới tiệm là chị cầm mấy mình nước. Cầm giùm này luôn em. Mời cả nhà mình vào bên trong nha. Trọng là sẽ chưa gọi đầu được. Gọi đầu được cho chị Kim Ngân. Gọi đầu là móng tay. Đó, năn nỉ thuyết phục tới đây không biết làm phải không là quyền của chị. Hả chị? Dạ. Yeah. Mình thuyết phục tới đây là được rồi. Đó, tới cửa rồi nha. Mà vô đây là làm tiệm, tiệm tóc, tiệm nail của chị. Dạ. Yeah. Thuê chỗ ở đây. Cầm mình nước nè. Chị vô đây nè. Ba đó. Ba kêu đây. Con gái chưa ra. Kêu cho Thi thôi, đừng kêu bà. Để mở đèn lên chút xíu, đợi chút. Cái đầu hổng Kim Ngân nằm nó gọi đó. Hổng Ngân ở chỗ đó đó. Con muốn em gọi đầu chưa không? Gọi đi Kim Ngân, gọi liền. Gọi đầu nó mát mẻ, đẹp luôn. Ồ, Kim Ngân phải gọi mới được Kim Ngân. Ăn. Đó, chị Kim Ngân là chúng ta tiệm tóc gọi đầu nha. Tiếp phục năng nỉ Kim Ngân quá trời. Bây giờ với chị gọi được không? Không chịu. Giờ mới sao giờ đi qua em gọi cho. Cô gọi đầu cho mát đi Kim Ngân. Gọi đầu làm móng tay đi. Rồi nhà Chi vẽ mặt đẹp luôn cho đi chơi. Nói. Lên sân khấu. Hồi chị đi sân khấu. Có chút mất chứ. Ok. Đó. Đó, khán giả coi đi nha. Chị đây gọi nói thì Kim Ngân tới đây rồi Kim Ngân chưa gọi đầu nó không ấy tiếp phục Kim Ngân quá trời muốn đi tới đây. Lên tới. Hả? Tới. Ngồi đây em lắm chân ra. Lắm chân đi mà. Thôi lắm tay đi cho nghe. Lắm tay đi. Lắm tay đi cho nghe. Cái gì cũng lắm tay đi. Này này, ngồi đây nè. Ngồi đây chờ ghế này của em. Ngồi đứng sao mà. Rửa cho mắt. Rồi đưa tay đi Chi làm đi. Lên lắm tay cho. Chờ bà tới làm cho đôi. Bà chưa tới thôi bà tới. Kêu con gái bằng bà. Mẹ thì kêu gì? Má nè. Kêu vậy mà biết bà còn đi học không? Biết còn nhỏ đó. Còn đi học chứ. Hỏi còn đi học không? Kêu con gái em tên là Cathy. Kêu Cathy được rồi. Đừng kêu bà. Con gái em tới rồi. Chúc cho em nha. Dạ, Cathy tới rồi, chào bà, đợi bà. Cathy thôi, con gái em mà. Mình làm con gái em. Chị ấy thì em accept thôi. Mới vào đây nha. Kim Ngân đọc sách. Đó, ngồi là móng tay giống vậy, đẹp lắm. Thật sự Kim Ngân thích đọc sách lắm.
Như cái đầu cho nên phải đọc sách báo rồi. Sách câu sách. Cái tiệm chi vậy đó. Trong thời gian đợi tại bữa nay nhập chiều nay là con gái đi về trường lại, đi học lại rồi. Nên là làm ngón tay cho con gái. Chị Kim Ngân muốn chạy ra tiệm chơi rồi gọi đầu, mà lên tới đây thì chỉ là không chịu gọi đầu nữa. Không phải dễ đâu. Nói mình không gọi chị, đầu chị nha. Nói rồi chứ nhiều lúc đó hả, bởi vì khổ tâm lắm. Hứa chịu đi rồi đi lên đây rồi cứ chở lên là chở về. Chị thích cái gì chị làm lấy thôi, chứ nó mới cắt tóc sao cắt chứ có chịu đâu cắt. Nhưng mà mình rõ ràng là cho nên mọi người khán giả thông cảm giùm, tại vì chúng em cũng muốn giúp cho chị Kim Ngân được sạch sẽ, chứ không có muốn cái hình, muốn là thay đổi cái ngoại hình của chị Kim Ngân, chứ không có muốn để cho chị Kim Ngân cái bộ dạng như vậy. Thì hôm nay chị lúc mà chị làm từ thiện thì chị bé có dẫn chị Kim Ngân qua Phước Lộc Thọ mua áo đầm cho chị Kim Ngân. Nó chị thích đó. Đó. À, chị thích cái nào chị lựa cái nấy thôi. Chứ mình đưa chị không lấy nè, chị mình cho Kim Ngân mua áo dài chị không mua hành này. Chị người đâu phải dễ đâu. Không phải dễ đâu, chị thích áo đó, chị mua áo đó đó. Cảm ơn chị Tư mua con áo này nha chị Tư. Đó. Chứ mình kiểu mua chị không mua. Chỉ có mắt cẩm mỹ chị tự chị chọn. Đó, mua áo có một cái khăn luôn. Hỏi hỏi cái ông chủ có khăn không? Khăn đẹp á, chị tự lựa màu đó, tự lựa luôn á, tự lựa quấn nó trời quấn đẹp, chị biết làm không biết làm đó, không có ai rờ được cái khăn hay là cái nón cái áo đâu nha, ngoài có mình gì hai đứa gì Tư được đụng vào thôi đó, không ai đụng được đâu. Đó chị làm tay con gái đây, bàn tay con gái là đẹp không? Này cái nhỏ mà cái lớn mà giờ này, đây cái lớn á, trời, cái lớn. Cái lớn mình nhờ ở xa, cái nhỏ ở kế nhà mà. Đại gái lớn thì học ở xa. Con gái học năm thứ ba đại học rồi. Còn năm nữa là con ra trường. Chiều em đi hả? Còn tay chiều nay không? Chiều nay con đi rồi. Làm màu đỏ để bữa Christmas á. Nhà con bị sửa cho con lại chút xíu, tiêu lại chút xíu. Khi nào mẹ mới gặp con nữa vậy? Tết. Tết Việt Nam hả? Tết Việt Nam con biết ngày mấy chưa? No. Tết là con về ăn Tết với ba mẹ. Vậy xong rồi, đời sơn thì xong á hả? Không, bị gãy hai ngón cho nên cửa hai ngón này nè. À. Chị đi. Chị Kim Ngân muốn vô coi khi làm móng tay cho con gái nè. Làm gái xong tới chị làm á. À, ngồi cái đưa bàn tay ra mà ta sống đưa ra không biết nè. Bàn tay của con gái chị là được. Thì Kim Ngân chờ chi gọi đầu. Chị đọc sách. Sơn để chút nữa làm màu nha, coi coi màu nào đẹp đất không châm. Lựa đi, nhỏ gái sắp xong rồi, lựa đi. Đúng rồi, lựa màu nó đẹp á. Chứ là màu gì á, màu nâu nâu, màu gì á. Nổi nha. Màu tối nè. Màu này là được không chi, màu đen thui à. Tối á, màu thấy màu đỏ, cái màu đỏ nó đẹp đi. Giống y chang nè. Màu đỏ giống cái áo
Ừ, tại mình mình mặc áo đỏ, nó mặc sơn màu đỏ. Đẹp quá. Thôi đẹp. Lấy mình lấy màu đỏ ấy không anh? Màu đỏ đẹp. Trời ơi, trời cho tao dặn là nổi mà. Đấy, ai chi dặn? Đi chơi với gì hai dặn? Đi vợ đó. Dặn đó. Dạ dạ. Đi xin nhân lửa màu. Lửa màu cho chị lạnh tay. Bài đó bài nào vậy bà? Mua cho mới bài này. Chị nào lửa màu xuống tay. Mới làm xong cho gái rồi, chúng ta đẹp lên đấy. Love you, con. Mới làm xong cho con gái, bây giờ đi đưa con gái về, con gái về lại San Diego. Bye con. Rồi bây giờ tới lượt chị Kim Ngân nè, nãy giờ chị Kim Ngân đợi em. À, bây giờ vô gọi đầu ha. Cười. Hả? À? Vô gọi đầu. À. Cái này không làm cho tâm trên đó rồi qua tâm hứa này. Ừ. Khán giả ơi, bây giờ đã chị Kim Ngân lên tiệm rồi mà chị Kim Ngân không chịu làm gọi đầu nè. Không chịu làm móng tay nữa nè, coi coi. Nương cho vợ sao, tại sao không chịu? Tại sao không chịu? Chị đứng ngoài này nó làm sao? Hả? Chị đứng ngoài này nó làm sao? Đó, đẹp mà. Đó. Đẹp. Xin lỗi khán giả, chị đã chở chị Kim Ngân tới tiệm để gội đầu cho sạch sẽ và làm móng tay cho đẹp. Thay đổi diện mạo đầu năm, nhưng chị Kim Ngân lên tới tiệm mà không chịu làm. Đó là tính cách của chị Kim Ngân, không ai có thể ép được những điều mà chị ấy không muốn làm. Chị ấy có lý do riêng, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn khán giả đã quan tâm và ủng hộ Chi trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.